Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lệ Minh. Mình lướt Facebook, mình thấy có một số mấy cái đám mà gọi là yêu nát dân chủ cũ. Nó đăng là nó để là đa đảng là tốt, đa đảng là không có tham nhũng. Mấy cái đám, tôi nói anh chị các bạn, mấy cái đám mà dân chủ cũ, mấy cái đám mà yêu nát, mấy cái đám mà thành phần mà nó ngu, nó ngồi đó nó mơ. Mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại cho tụi nó ăn bánh vẽ, nó ngu dã man. Nhiều khi mình vô mình thấy cái đám đó mình nổi máu luôn, tại vì con người của những cái thành phần này, anh chị các bạn biết, nó đầu óc của nó bị gì, nó ngồi nè đó, nó cứ tưởng tượng. Các bạn thấy cái chủ nghĩa mà tư bản nó đa đảng, nó bị dân ghê gớm lắm. Tôi nói ngay cả cái gia đình của ông Biden, ông làm tổng thống hiện nay, nó tham nhũng dã man luôn, mà có thằng nào dám đụng vô nó đâu. Những cái nhóm tài phiệt của tụi nó bảo vệ nhau, các bạn biết, kinh hồn lắm. Nó tham nhũng mà tới nỗi mà ông cựu tổng thống Jimmy Carter, các bạn thấy biết ổng mà còn phải lên án vấn đề mà tham nhũng của Mỹ. Nó đến một cái thời kỳ mà kinh kinh khủng, nó bao che nhau, nó mị dân, nó lừa bịp nhau, chứ không phải giống như nhiều người nghĩ đa đảng là không tham nhũng. Chèn ơi, tụi nó toàn là những cái nhóm lợi ích không à, nó ăn trên đầu trên cổ dân Mỹ. Mà người dân Mỹ, các bạn biết, bởi cái cuộc sống tất tần tật cơm áo gạo tiền, họ nói về vấn đề mà chính trị, rồi những cái bức xúc về hệ thống chính trị của Mỹ, họ không có thời giờ các bạn. Họ phải chăm lo cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Trong khi đó, các bạn thấy một đất nước, một đảng của Việt Nam mình tham nhũng không 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 có giới hạn, mà không có vùng cấm. Những thành phần quan chức, ngay cả từ bộ trưởng cho tới mà giám đốc thế này thế nọ, rớt chức vô tù, mà cả một cuộc đời mà gọi là sự nghiệp cách mạng đi theo bác và đảng, các bạn thấy không? Chỉ vì một sự sai lầm, tham lam, tham nhũng, các bạn thấy vô tù, vô khám biết bao nhiêu người. Bên Mỹ các bạn thấy đâu có đâu. Có bao giờ các bạn thấy tổng thống tham nhũng hay là hệ bộ máy chính trị của nó mà tham nhũng? Có, nó chỉ từ chức rồi xong đó, rồi bầu cử lại, rồi thằng kế tiếp lên lên rồi lãnh đạo, rồi bắt đầu cứ tiếp tục mị dân. Các bạn thấy ngay cả trong cái bộ máy quốc hội của Mỹ vừa rồi cũng vậy. Cái ông mà chủ tịch quốc hội đó cũng ăn chia chác với nhau, tham nhũng ở trong đó. Cuối cùng rồi nó thấy nó bị bại lộ ra rồi, cái nó trục xuất ổng, nó trút phế ổng, chứ quên, nó trút phế cái ghế chủ tịch quốc hội của ổng đấy, rồi đưa thằng khác lên. Nó cũng trong vòng vòng mấy cái nhóm lợi ích của tụi nó, kinh lắm. Tôi nói chuyện các bạn, ngay cả thời các bạn thấy như tổng thống như ông Nixon từ chức cũng vì vấn đề mà tham nhũng. Nó vụ án Watergate, một cái vụ án gọi là kinh hoàng. Rồi từ chức rồi xong rồi về vườn im lặng, truyền thông nó không đụng tới, các bạn thấy. Còn Việt Nam thì sao? Tham nhũng thì vô tù. Mấy cái đám mà gọi là dân quan, dân chủ cùi, rồi mấy cái đám yêu nát, rồi mấy cái đám thành phần mà tôi nói, nhiều khi vào mình lướt Facebook thấy mấy thành phần đó nó ngu xuẩn một cách, tôi nói nó tồi tệ. Tại vì nhiều người, các bạn biết, trong nước mình không có cập nhật được những cái thông tin ở nước ngoài. Tôi ở nước ngoài, tôi, các bạn biết, những cái thông tin truyền thông, tại vì tôi làm ăn được, nhiều khi mình phải theo dõi vấn đề chính trị, kinh tế, rồi mình cũng phải theo theo dõi mình làm ăn, chứ không thôi mình đâm đầu vô vô rồi coi như là bị lún sâu xa lầy, các bạn biết, sải chân một cái, cả một cuộc
một sự nghiệp của mình tiêu tan chứ không phải là giỡn, nó kinh khủng lắm. Còn ở Việt Nam các bạn thấy các vấn đề tham nhũng ở Việt Nam được truyền thông báo chí, được trung ương giải quyết một cách triệt để, đến nơi đến đến chốn, đúng người đúng tội, đó là một cái điều rất là vui mừng các bạn. Nhiều người tại vì họ bức trong nước đó, nhiều người tôi thấy họ bức xúc tại vì họ thấy những cái số tiền thất thoát đó, nó lớn quá, cái họ quay qua bắt đầu cái họ 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 hay gì họ ủng hộ cái vấn đề chống tham nhũng, họ quay ngược rồi lại họ họ, họ chống phá đất nước, rất là đau lòng. Mình buồn nhất là những người mà theo bác và đảng, nhất là những người mà ăn cơm mặc áo đảng, ăn cơm của chính phủ, tiền thế của dân, rồi nhìn thấy những cái bất cập trong xã hội rồi quay qua bắt đầu chửi bới tiếp tay cho những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại. Những cái tụi chống cộng ở hải ngoại tôi nói chuyện các bạn, nó ngồi đó nó còn là gọi là xảo trá bịp bợm, nói nó hơi quá đáng như nó xúi con nít đi ăn cứt gà. Tôi nói chị các bạn, không có ngày nào mà tôi không chửi lộn với cái đám chống cộng vậy. Tại vì trên cái mặt trận không gian mạng này, không phải Facebook không, tôi tham gia rất là nhiều những cái mặt trận, ngay cả Pow Talk được mấy cái đám mà ô hợp đó, vô chửi lộn tôi nói vui lắm, nó ngu dốt lắm chị các bạn. Truyền thông nó ở trên đất Mỹ, nhiều khi truyền thông tin tức mà nó còn không biết nữa, nó nói tôi nói xạo, nó kêu tôi đưa bằng chứng, cái chừng tôi đưa ra nó câm họ câm họng lại, nó không theo kịp các bạn, tụi nó không theo kịp được cái cuộc sống xã hội của con người. Mà nó quay về Việt Nam nha, nó đòi Đảng Cộng sản Việt Nam là phải làm thế này làm thế nọ, rồi đó nhìn vào những cái người nghèo ở Việt Nam thế nọ thế kia, nó thương tiếc thế này thế nọ. Chèn ơi, tôi thấy trong khi đó cái xã hội Mỹ các bạn biết, dân Mỹ nghèo khổ, cuộc sống ngay cả những người Việt sống trên đất Mỹ các bạn thấy vô gia cư, đời sống khó khăn, nhưng mà những cái nhóm chống cộng nó có tìm cách nào đó nó giúp đỡ họ đâu, ngược lại nó quay ra nó còn chù dập, nó chửi bới người ta. Các bạn thấy những người mà ở đất Việt Nam mà ở trên cái đất Mỹ này, xa cơ thất thế rồi, nó quay qua nó khinh miệt, nó chửi người ta còn thua súc vật chứ nó, mà nó quay Việt Nam quay Việt Nam mà Việt Nam nghèo, Việt Nam khổ. Tôi thấy có cái bà mà hẩm tư lai một lần lên ca ngợi mẹ con của bà Cấn Thị Thiêu, nó chen ơi bó tay luôn, đòi đa đảng. Có bạn thấy có đảng nào mà xứng đáng đâu, toàn là ba cái đảng gọi là lừa bịp không, thằng Việt Tân cũng vậy, cho đến những cái tổ chức chống cộng, mấy cái nhóm mà dân chủ cụi trong nước, đảng phái đâu cũng vậy, rồi mấy cái đám mà già nua theo bác và đảng giờ cũng lập nhóm lập phái, các bạn thấy có ra cái ôn dịch gì đâu, ngồi đó gọi là bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, chống phá đất nước, mà ăn ăn cơm mặc áo đảng đó chứ, lãnh đường lãnh tiền hưu của chính phủ, các bạn thấy đau lòng không? Cái sự mù quáng và ngu muội của những thành phần mà tôi nói như các bạn chống phá đất nước cặn bã, nó không có một cái nhìn gì mà gọi là nó đi vào lòng người cả. Toàn là đi vào lòng đất không toàn là đi vô lòng đất không các bạn thấy mấy cái đám mà chống cộng, mà cái đám mà dân quan dân quyết, mấy cái đám mà dân chúng tôi gặp tôi trên mạng là tôi chửi sấp mặt lắm, nói hồi toàn là ngồi đó ôm ba cái quá khứ hận thù, để nhìn những cái một số tiêu cực nào của đất nước cái bắt đầu xuyên tạc chống phá.
chẳng làm được gì hết. Mấy cái đám mà phản phúc cũng bị không đạt được mục đích trên cái con đường mà gọi là sự nghiệp đi theo Bác và Đảng, bắt đầu quay qua chống phá xuyên tạc, làm trò hề cho thiên hạ. Chỉ có những thành phần mà tôi nói ngu muội mới tin mấy cái đám đó thôi. Thôi thì mình chia sẻ, mình lướt Facebook mình thấy có một vài cái đám mà yêu nát yêu nước, rồi những cái đám mà dân chủ cụi, cái lũ chống cộng ô hợp hải ngoại, nó đang là một cái đất nước một đảng là tiếp tay cho tham nhũng, đúng là ngu sửng mẹ. Có một cái cơ chế nào như Việt Nam, một đất nước mà người ta có một cái hệ thống chính quyền nào mà tiếp tay cho tham nhũng, tham nhũng Việt Nam tù vô tù bốc lịch tơi bời ba lá hết. Các bạn thấy từ cả Đinh La Thăng mà còn con đường danh vọng sự nghiệp chính trị mà còn rớt vô tù sọ khám ngồi múc chỉ cà tha. Các bạn thấy chỉ có Việt Nam mình thôi, còn ở Mỹ hả, nó ăn chia với nhau, nó chia chát với nhau. Không được thì cứ về im lặng thôi. Các bạn thấy khi mà ông Trump muốn lên cầm quyền, ông phanh phui nó ra, nó triệt hạ ông liền, nó triệt hạ ông, không cho ông con đường sống luôn. Tới hôm nay mà nó còn tìm đủ mọi cách nó triệt hạ ông, ghê hồn. Một cái đất nước đa đảng đấy, thần tượng của những cái lũ chống cộng ô hợp. Thôi thì mình like tới đây nha, mình phải đi công chuyện nha. Xin chào anh chị quý ông bà, anh chị các bạn nha. Bye 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 bye.